Xin chào khách hàng, chào mừng khách hàng đã quay trở lại kênh YouTube của ô tô Bình Thuận. Ngày hôm nay, bộ phận kinh doanh xe đã qua sử dụng bên ô tô Bình Thuận có mang về cho quý khách hàng một sản phẩm Ford Everest phiên bản Titanium, một cầu máy dầu siêu lướt, đặc biệt là màu xanh thiên thanh. Đây là phiên bản phải nói là hết sức là hiếm hàng trên thị trường hiện tại. Và cái thông tin xe thì Tiến xin bật mí với quý khách hàng là xe này được đăng ký lần đầu vào tháng 11 năm 2019 và là một chủ duy nhất tại Bình Thuận nha quý khách. Thì lịch sử xe thì xe mua tại Bình Thuận Ford của Tiến, nhưng do nhu cầu đi lại ít trong thời điểm dịch bệnh nên khách có ký gửi cho hãng và số km phải nói là siêu lướt luôn, chỉ mới 14.300 km. Và như quý vị khách hàng đang thấy được là cái lớp vỏ và lớp mâm và bộ mâm của xe vẫn còn nguyên zin và rất là mới, chưa bị hao mòn nhiều như quý khách, xe là như mới luôn. Tình trạng xe thì xe đã sử dụng và bảo dưỡng đầy đủ. Thì Ford Bình Thuận đã kiểm tra 172 điểm chuẩn vòi xua, cam kết sẽ không đâm đụng ngập nước và tua đồng hồ. Trên xe Ford Everest Titanium phiên bản đã qua sử dụng này thì đã có sẵn là phim cách nhiệt, chống nắng, chống tia cực tím, tia UV và tia tử ngoại nha quý khách. Ngoài ra còn có thêm các lót sàn da và camera hành trình. Đặc biệt là đã có phủ sẵn phủ gầm chống sét cho khách hàng ở mũi né, nên là khách rất là kỹ, phủ gầm chống sét sẵn cho xe luôn. Đây là phần phía bên trên trần xe nha quý khách. Có sẵn chống ồn chủ động phiên bản 2019 mà hiện tại 2021 đã bị cắt giảm trên dòng Everest này rồi. Thì như vậy, khi quý khách hàng mà xem xe thì bên Tiến sẽ có chương trình ưu đãi đặc biệt. Và Tiến xin công bố cái mức giá niêm yết của dòng xe đã qua sử dụng bên Tiến hiện tại đang bán là 999 triệu đồng. Vâng, 999 triệu đồng cho dòng xe Ford Everest Titan một cầu phiên bản Titanium, phiên bản đặc biệt. Và quý khách hàng khi liên hệ về hotline kinh doanh 0937 393 786 sẽ nhận thêm ưu đãi cho dòng xe này. Khi quý khách hàng xem xe và bên Tiến sẽ hỗ trợ thêm hình thức vay ngân hàng lên đến 80% và thẩm định hồ sơ nhanh chóng. Mọi chi tiết quý khách hàng cứ liên hệ về hotline kinh doanh 0937 393 786 để được tư vấn cụ thể hơn. Và như quý vị đang thấy là phía sau cốp xe thì phần ghế, điện và phần cốp hoạt động đang rất là bình thường và rất tốt. Kèm theo đó là cái khoang phía sau thì thực sự là như mới. Ngoài ra con độ tay quay thì vẫn còn nguyên zin, chưa một lần mà tháo gỡ nha quý khách. Ta có thể nói là một chiếc xe phải nói là siêu lướt trong thời điểm hiện tại. Đặc biệt trong tháng 11, Ford Bình Thuận triển khai chương trình thu xe cũ đổi xe mới, mua bán trao đổi xe đã sử dụng với hàng loạt chính sách ưu đãi như sau. Thu xe Ford đã sử dụng giá cực kỳ hấp dẫn, định giá các dòng xe hoàn toàn miễn phí, ký gửi xe đã qua sử dụng, đổi xe cũ lấy xe mới với nhiều ưu đãi, hoa hồng cao cho người giới thiệu. Quý khách hàng chỉ cần để lại số điện thoại hoặc gọi trực tiếp về hotline kinh doanh số 0937 393786 để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video clip này.